Tiếp tục này, ta sang cái phần bài tập trắc nghiệm. Dùng các từ thích hợp trong khung để hoàn chỉnh các câu sau. Gương cầu lõm thì là một phần của mặt cầu phản xạ được ánh sáng, đúng không? Như vậy là A và H. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía tâm. B. Ảnh của vật trước và sát gương cầu lõm. E. Và đều là ảnh ảo. G. Nhớ rằng đây là sát gương, chứ còn ở xa gương thì có thể là ảnh thật ngay, đúng không? Đấy. Như vậy ta có 1A, 2H, 3B, 1A, 2H, 3B, 4E và 5G. Đây, đáp án C. Tiếp tục ta đến với câu 8.12. Dùng các từ thích hợp trong khung để điền khuyết và hoàn chỉnh các câu sau. Gương cầu lõm, như câu này có bị trùng nhỉ? Gương cầu lõm thì đương nhiên vẫn là gì? Một phần của mặt cầu phản xạ ánh sáng. Như vậy là A và G. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía tâm. B. AGB. AGB. Đáp án B. Được chưa? Những cái câu dạng bài tập như này là giúp các em nắm được lại cái định nghĩa thôi. 8.13. Ta có hai ngọn nến giống hệt nhau, một đặt trước gương cầu lõm và một đặt trước gương phẳng với khoảng cách là như nhau và gần gương. Gần gương để đảm bảo nó tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật đối với gương cầu lõm, và gương phẳng thì cho là ảnh gì? Ảnh bằng vật rồi. Như vậy, ảnh qua gương cầu lõm thì lớn hơn ảnh qua gương phẳng. Đáp án A. Tiếp tục, câu 8.14. Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là ảnh ảo. Mà ảnh ảo thì không thể hứng được, đúng không? Ảnh ảo lớn hơn vật và không hứng được. Như vậy, ảnh ảo không chụp ảnh được. Không hứng được chính là không chụp ảnh được. Câu 8.15. Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là... Vẫn là đặt sát nha các em, lưu ý này. Trong sách giáo khoa của em thì trong nội dung chương trình mình chủ yếu học trường hợp đặt sát thôi. Còn trường hợp đặt xa là thầy mở rộng thêm. Ảnh của gương cầu, ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là ảnh ảo lớn hơn vật. Bé hơn vật là xa hết này. Đây, lớn hơn vật này này. Đúng không? Ảnh ảo lớn hơn vật. Còn đương nhiên ảnh ảo thì sẽ là cùng chiều. Được chưa? Như vậy ta có đáp án E. Câu 16. Khi khám bác sĩ nha khoa, sử dụng loại gương nào để quan sát tốt hơn? Khi khám bác sĩ nha khoa thì sử dụng một gương cầu lõm thì sẽ quan sát tốt hơn. Vì sao? Bởi vì cái phạm vi trong khoang miệng nó rất là hẹp. Đấy, nên khi sử dụng gương cầu lõm ấy, ta sẽ thu được cái ảnh nó lớn hơn, thì gần như nó giống như cái kính núp, nó phóng đại cái răng của mình lên và người ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng các cái chi tiết ở xung quanh. Đấy. Như vậy ở đây ta phải sử dụng là gương cầu lõm bởi vì nó cho cái ảnh ảo là lớn hơn. Được chưa? Lớn hơn cái vật ban đầu rất là nhiều thì ta có thể quan sát rõ ràng hơn. Tiếp tục ta đến với câu 50, câu 17. Gương cầu lõm có tác dụng. Đây là cái khả năng tạo ảnh của gương cầu lõm, đúng không? Như vậy gương cầu lõm là gì? Tác dụng gì? Nó sẽ biến một chùm song song thành chùm phản xạ là hội tụ, và biến một chùm phân kỳ thành một chùm phản xạ là song song, đúng không? Như vậy biến đổi chùm tia tới song song. Chùm tia tới song song thì chùm tia phản xạ không thể phân kỳ được, mà phải là hội tụ vào một điểm, đúng chưa? Còn chùm tia tới phân kỳ thì chùm tia phản xạ phải là song song. Đấy. Như vậy ta sẽ có đáp án gì? Tia phản xạ hội tụ một điểm. Như vậy đáp án B. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia tới song song. Ý này cũng đúng. E cũng đúng. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ. Được chưa? Thực ra là cái câu này nó phải, nếu muốn đúng ý, thì nó phải chi tiết hơn nữa là gì? Thành chùm tia phản xạ song song.
Đây phải thêm cái từ phản xạ song song thì mới đúng được chi tiết. Được chưa? Còn đâu ta đọc ta có thể hiểu được là biến đổi chùm tia tới phân kỳ thì thành chùm tia song song, thì thành chùm tia song song này chính là thành chùm tia phản xạ song song. Được chưa? Còn nếu bắt bẻ về mặt từ ngữ thì ta chỉ cần chọn đáp án B thôi, không cần chọn A cũng được. Câu 18. Gương cầu lõm có tác dụng. Gương cầu lõm tác dụng là gì? Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phân kỳ là sai này. Chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ hội tụ. Phân kỳ thì phải là song song, còn song song thì thành hội tụ. Sai tiếp này. Song song thành chùm tia hội tụ vào một điểm và sau đó phân kỳ, sai này. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia song song này. Phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song. Đấy, như ở đây phải là gì? Thành chùm tia phản xạ. Đấy, nó phải có đầy đủ ý như này thì ta có đáp án E. Thế thì ở trên này ta có thể bỏ luôn được đáp án E đi. Bởi vì đây không phải là do đề gõ thiếu mà là cố tình như vậy. Được chưa? Bởi vì người ta cố tình bỏ đi cái chữ phản xạ, có nghĩa là cái dữ kiện đưa ra sẽ là bị thiếu rồi. Tiếp tục ta đến với phần bài tập về nhà. Chiếu chùm tia tới song song. Chiếu chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ là chùm sáng. Chùm song song chiếu tới thì chùm phản xạ sẽ là chùm hội tụ. Đúng chưa? Như vậy ta có đáp án A. Bài 1 là đáp án A. Được chưa? Tiếp theo, bài 2. Các vật nào dưới đây có thể coi là gương cầu lõm? Các vật có thể coi là gương cầu lõm. Đấy, các em nhìn xem, gương cầu lõm ứng dụng để làm gì? Thường là dùng để làm các cái chao đèn, đúng không? Thường là dùng để làm các cái chao đèn này, các cái để tập trung lại cái lượng ánh sáng và phản chiếu ra theo một hướng nhất định, đúng không? Thế thì ở đây ta phải có là gì? Pha đèn pin này, pha đèn ô tô này, gương dùng để thu và hội tụ ánh sáng mặt trời. Đấy, có 3 đáp án. Thì ta xem nó là đáp án gì. Ở đây ta có rõ ràng là gì? Pha đèn pin và pha đèn ô tô thì chắc chắn phải là gương cầu lõm rồi, đúng không? Còn cái ý gương dùng để thu và hội tụ ánh sáng mặt trời thì các em còn nhớ cái ứng dụng là cái bếp đun không? Bếp đun bếp mặt trời thì chính là gì? Dùng để thu và hội tụ ánh sáng mặt trời. Do đó ở đây là cả 3 đáp án ABC. Đúng chưa? Bài 3 này. Phương án nào sai? Lưu ý nhá, người ta hỏi phương án sai. Được chưa? Tác dụng của gương cầu lõm thì tác dụng gương cầu lõm thầy vừa bảo rồi, có hai tác dụng chính, đó là gì? Mình sẽ dùng để làm cái chóa đèn, chính là để hướng ánh sáng về một phía và tập trung năng lượng là làm cái ứng dụng của bếp. Thế thì biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ. Tia tới song song, tia phản xạ hội tụ này. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ. Chùm tia tới phân kỳ thành chùm phản xạ song song. Tạo ảnh ảo lớn hơn vật. Và biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia sáng phản xạ phân kỳ. Tới song song thì phải là hội tụ chứ không thể là phân kỳ được. Như D là đáp án sai. Được chưa? Tiếp tục ta đến với bài số 4. Ta đến với bài số 4 này. Hãy chọn cái cách giải thích đúng nhất. Trên hình vẽ là một thiết bị dùng gương cầu lõm hướng ánh sáng mặt trời để đun nước nóng. Thùng nước nóng lên vì đây này, khi ánh sáng chiếu tới, đúng không? Đấy, như vậy là khi ánh sáng chiếu tới thì sao? Nó sẽ chiếu tập trung được cái các cái tia sáng vào cái thùng nước nóng này, làm nó nóng lên, đúng không? Như vậy ta sẽ có đáp án A, đó là gì? Ánh sáng mặt trời mang nhiệt, mặt trời chiếu tới gương một chùm sáng song song, gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí đặt thùng nước, làm cho nhiệt độ tại đó tăng lên cao. Đúng chưa? Thì cái câu A này chính là giải thích đầy đủ nhất các cái ý nghĩa của cái hình vẽ và cái ứng dụng này. Tiếp tục là bài số 5. Tiếp tục là bài số 5. Vì sao nhờ có đèn pha, nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn? Thế các em nhớ rằng cái công dụng của cái pha đèn đấy chính là gì? Chính là một cái gương cầu lõm. Và nó có khả năng là gì? Biến đổi cái chùm sáng tới là một chùm sáng phân kỳ
thành chùm phản xạ là chùm sáng song song. Hay là cách khác, nó có thể tập trung được các cái tia sáng lại theo một hướng nhất định, đúng chưa? Tập trung được các tia sáng theo một hướng nhất định và làm cho cái ánh sáng đấy được gì? Được chiếu xa hơn và sáng rõ hơn. Như vậy, ở đây ta sẽ chọn được đáp án C, vì pha đèn có thể tạo ra một chùm sáng phản xạ song song, đúng chưa? Tiếp tục, ta đến với bài 6. Chọn câu trả lời đúng. Ta biết rằng khi chiếu một chùm tia song song lên một gương cầu lõm, thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Nếu đặt tại đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy một điểm sáng rõ hơn. Vì sao? Vì mọi tia sáng tới song song với trục chính thì luôn luôn cho tia phản xạ đi qua điểm F. Thế thì điểm F sẽ là điểm mà nhận được, hay điểm mà có rất nhiều tia sáng đi qua. Do đó điểm F sẽ là một điểm sáng rõ. Được chưa? Thì ta có đáp án B. Tiếp tục, ta sang câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai? Phát biểu nào dưới đây là sai? Khi vật đặt từ một khoảng cách nào đó trở ra xa thì gương cầu lõm không tạo ra ảnh ảo trong gương. Đúng rồi. Đặt trong phạm vi từ O đến F thì cho ảnh ảo. Còn đặt ngoài khoảng F đấy thì sẽ cho ảnh thật, đúng không? Ảnh mà mắt nhìn thấy trong gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn vì đó là ảnh ảo. Không hứng được thì là ảnh ảo, mà hứng được thì là ảnh thật. Một vật chỉ khi đặt gần gương cầu lõm thì mới tạo ra được ảnh ảo. Như vậy đúng đúng không? Bất kỳ vật đặt ở vị trí nào gương cầu lõm cũng tạo ra ảnh ảo, thì cái này là sai. Cái phần mở rộng lý thuyết thầy đã nói cho em rồi, có rất nhiều vị trí đúng không? Đặt từ F đến C, đặt tại C, đặt tại F, đặt ngoài khoảng C. Đấy, thì các cái trường hợp kia đều cho cái ảnh thật. Chỉ từ O đến F thì cho ảnh ảo mà thôi. Đúng chưa? Ta đến với câu số 8. Chọn câu trả lời đầy đủ nhất. Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật, nhưng phải là gì? Đặt gần gì? Đặt gần gương. Như ảnh ảo lớn vật khi vật đặt gần gương, ảnh thật khi vật đặt xa gương. Thì ta có đáp án B. Tiếp tục, bài số 9. Để quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm thì mắt ta phải đặt ở đâu? Để quan sát ảnh của một vật đặt trước gương cầu lõm thì ta phải xem là gì? Muốn nhìn thấy ảnh thì phải có tia phản xạ chiếu tới mắt ta, đúng không? Đấy. Thì chắc chắn là ta phải đặt mắt ở trước gương rồi, không thể đặt sau gương được. Đặt sau gương thì cái mặt đấy nó chắn hết ánh sáng rồi thì không thể nhìn thấy được. Đồng thời khi đặt trước gương ấy thì cũng phải làm sao cho cái vị trí mà ta lật mắt có các tia phản xạ lọt vào. Như vậy ta phải có cái ý là gì? Đặt trước gương sao cho trùm tia phản xạ lọt vào mắt. Đấy, nó liên quan đến cái nội dung gì? Nội dung bài 1 của mình là khi nào mắt ta nhìn thấy một vật, đúng không? Khi có tia sáng từ vật đó chiếu tới mắt ta. Ở đây ta chọn đáp án C. Bài 10. Muốn vẽ ảnh của một điểm qua gương cầu lõm thì người ta làm như nào? Muốn vẽ ảnh của một vật qua gương cầu lõm thì ta đã có lý thuyết mở rộng rồi, đúng không? Đấy. Đây. Để vẽ ảnh của một vật qua gương cầu lõm thì các em nhìn. Ta có thể dùng các cái tia đặc biệt. Tia song song trục chính, tia đi qua F, tia đi qua O. Như vậy ta có 3 cái tia đặc biệt này. Được chưa? Đó. Hoặc ngoài ra ta có thể dùng tia đi qua C. Nghĩa là ta có đến 4 tia đặc biệt song song đi qua F, đi qua O và đi qua C. Thế thì em chỉ cần dùng 2 trong 3 tia này là đã có thể tìm được ảnh F. Được chưa? Bởi vì ảnh thì sẽ là giao của hai tia sáng mà. Thì em chỉ cần dùng 2 tia bất kỳ thì các em có thể tìm được gì ảnh của nó. Đấy. Thì đấy là cái cách vẽ hình nhá, thì các em có thể xem lại cái phần lý thuyết này cho thầy. Hay vẽ ảnh của điểm sáng S1 và cho nhận xét về tính chất của ảnh. Biết O và D là tâm và đỉnh của gương. Như vậy đây chính là cái trường hợp mà yêu cầu các em phải vẽ đủ các cái vị trí của nó. Đúng chưa? Yêu cầu em phải vẽ đủ các vị trí. Thế thì thầy đã vẽ cho các em là gì? 3 cái vị trí rồi. Và đây là 3 vị trí phổ biến rồi. Đây ở nội dung bài 8.8, 8.9. Đó là đặt trong phạm vi CF, đặt trong phạm vi OF và đặt ngoài phạm vi C. Ta còn hai vị trí đặc biệt nữa là đặt tại F và đặt tại C mà thôi. Đúng không? Đấy. Thế thì ở đây thầy sẽ chỉ đưa ra các cái trường hợp, còn các em sẽ phải tự vẽ cho thầy.
Đây là C đi. Đây là F đi. Còn đây là O. Được chưa? Thế trường hợp thứ nhất là ta sẽ đặt vật ngoài khoảng gì? Ngoài khoảng C. Đấy. Đây là C. Đây là F. Trường hợp thứ hai là ta đặt vật đặt đúng C. C. Nhớ là F thì chia đôi O nhé, OC. Chiều thứ ba ta đặt vật trong phạm vi CF. Đúng không? Trường hợp thứ tư ta đặt vật đúng F. Thứ tư ta đặt vật đúng F. Và trường hợp thứ năm. Là ta đặt vật trong phạm vi OF. Đấy. Có 5 trường hợp. Như vậy thầy đã vẽ cho em 3 trường hợp rồi. Là trường hợp ngoài C, CF và trong phạm vi OF. Đấy. Còn 2 trường hợp này nữa. Đúng không? Thì thực tế ra 2 trường hợp này cũng khá đơn giản thôi. Các em vẽ tia song song này. Tia đi qua F này. Đúng không? Các em vẽ tia đi qua O hoặc đi qua F thì nó song song. Và ta sẽ thu được cái ảnh là đối xứng như này. Đấy. Đây. A B thì đây là A phẩy B phẩy. Đấy. Còn trường hợp đặt tại F này thì ta sẽ không thu được tia, không thu được ảnh. Song song này. Đi qua F này. O này. Đấy. Trường hợp này thì hai cái tia phản xạ là sẽ là song song với nhau. Nên ta sẽ không thu được ảnh, hay còn gọi là ảnh ở vô cực. Được chưa? Thì đấy là 5 cái trường hợp tạo ảnh của mình. Còn 3 trường hợp này thì thầy đã vẽ cho các em ở cái nội dung bài 8.8 và 8.9 rồi. Đây, thì các em có thể vẽ lại 3 cái hình này. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy được hướng dẫn xong cho em toàn bộ nội dung lý thuyết cũng như bài tập của bài gương cầu lõm. Và ta cũng hoàn thành xong toàn bộ cái nội dung lý thuyết của chương 1 vật lý lớp 7. Đặc biệt là ba cái bài cuối là gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm thì cái mức độ lý thuyết nó nâng cao lên rất nhiều, cũng như là cái cách vẽ hình so với gương phẳng thì gương cầu lồi, gương cầu lõm vẽ hơn khó hơn đúng không? Và có nhiều trường hợp tạo ảnh hơn, nhất là ở trường hợp gương cầu lõm, được chưa? Thì các em lưu ý ôn tập để ta có thể làm tốt cái bài tập giữa kỳ của mình, được chưa? Buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở trong những video tiếp theo.